đã sang mà lại còn may, đã hay mà lại còn rẻ. Mercedes-Benz C200 Avantgarde sang trọng, đẳng cấp và tinh tế. May ở đây là được áp dụng giảm giá thuế trước bạ của nhà nước và được trang bị rất là nhiều tính năng option rất là mới, rất là hay trên dòng xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde này. Chỉ cần bỏ ra số tiền với hơn khoảng 1,8 tỷ đồng thì quý khách hàng đã có thể sở hữu và rinh em xe này về nhà. Thì chúng ta cùng điểm qua những option và những tính năng trên xe C200 Avantgarde này có gì nhé. Với gói thiết kế ngoại thất Avantgarde thì cho một chiếc xe một ánh nhìn tinh tế, sang trọng và đẳng cấp. Avantgarde được trang bị cho chúng ta bộ đèn LED High Performance cho cường độ ánh sáng là gần như là ánh sáng ban ngày, tha hồ chúng ta di chuyển vào được cung đường tối. Bớt đi nỗi lo va chạm khi chúng ta được trang bị 12 cảm biến, 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau cho chúng ta cảm biến xung quanh xe cực kỳ an toàn. Trang bị cho mình khối động cơ không quá mạnh mẽ và thể thao, nhưng bù lại cho chúng ta một cái khối động cơ đi nhẹ nhàng, êm ái hơn. C200 Avantgarde trang bị cho chúng ta khối động cơ 1.5 EcoBoost cho ra công suất đâu đó khoảng 204 mã lực, hộp số 9 cấp và dẫn động cầu sâu cho chúng ta trải nghiệm được từng km một trên mặt đường một cách êm ái và nhẹ nhàng. Xe trang bị cho chúng ta một bộ la giăng 18 inch đa chấu, phanh la giăng 2 màu cho chúng ta một cái ánh nhìn nịnh mắt hơn khi chúng ta di chuyển trên xe trên đường, và đồng thời trang bị vỏ Runflat đi cực kỳ an toàn. Đèn hậu thiết kế full LED cho ánh nhìn rất là đẹp, và xe được trang bị chúng ta chìa khóa keyless go và tích hợp một tính năng rất là hay, tính năng đá cốp rất là nhẹ nhàng và rất là dễ sử dụng. Và đặc biệt những quý khách hàng nào mà chúng ta trả đồ nhiều thì thường hay sử dụng tính năng này. Nội thất thì thiết kế không quá cầu kỳ, rất là đơn giản nhưng thực sự rất là đầy tinh tế, pha chút sự hiện đại và hơi hướng tương lai trên dòng xe C200 Avantgarde này. Vẫn trang bị chúng ta một vô lăng 3 chấu bọc da, màn hình kỹ thuật số 12.3, màn hình giải trí 11.9, đèn viền ambient light 64 màu, ốp gỗ. Đối với hệ thống giải trí thì chúng ta được trang bị loa Pometer 15 lon công suất 710W, và khi những khách hàng chúng ta di chuyển thường xuyên sử dụng điện thoại nhưng mà hết pin thì chúng ta đã có sạc không dây ở ngay vị trí này.